Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diệu Nhi Anh Tú công khai phát cậu lương trước thềm đám cưới. Diệu Nhi Anh Tú là một trong những cặp đôi hot nhất tháng 10 bởi họ sắp tổ chức đám cưới sau 7 năm yêu đương ngọt ngào. Trước thềm hôn lễ, diễn viên cặp đôi chăm chỉ phát cậu lương khiến khán giả phải ganh tị vì quá tình tứ và đáng yêu. Hiện tại, Diệu Nhi Anh Tú đã có mặt tại Phan Thiết để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Cặp đôi thoải mái xuất hiện vui vẻ bên nhau và được khá nhiều khán giả ghi lại. Có thể thấy vợ chồng diễn viên nắm tay tình tứ khi đi dạo phố và mua sắm. Anh Tú còn ân cần nắm chặt tay khi dắt Diệu Nhi sang đường. Khán giả được dịp phấn khích vì đây là lần đầu tiên cả hai công khai nắm tay nhau sau khoảng thời gian dài kín tiếng. Nam diễn viên chu đáo khi dắt tay vợ sang đường. Cặp đôi luôn nắm chặt tay nhau không rời và tươi tắn hết cỡ. Không chỉ vậy, khán giả còn bắt gặp khoảnh khắc Diệu Nhi Anh Tú cùng nhau ngồi trực thăng để đi ngắm những cảnh đẹp ở nơi đây. Khi bước xuống từ trực thăng, Anh Tú còn chu đáo xuống trước và đứng chờ để nắm tay Diệu Nhi, giúp cô dễ dàng di chuyển hơn. Nhìn những hành động chăm sóc ân cần của Anh Tú dành cho Diệu Nhi, cũng đủ hiểu tình cảm của anh đối với bà xã nhiều như thế nào. Trước thềm hôn lễ, Diệu Nhi Anh Tú hiếm hoi chia sẻ hình ảnh và những thông tin lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người dùng TikTok đã kịp quay lại những khoảnh khắc chất lượng cao của cả hai tại nơi sẽ diễn ra đám cưới. Trong đó, bộ đôi lên đầu chỉnh chu, đồng điệu về phong cách và kiểu dáng, được cho là đang chụp ảnh thời trang. Vốn là những nam thanh nữ tú của Vbiz, hai diễn viên khi chụp đôi lại khoe thần thái sắc sảo. Bộ đôi khoe thần thái khi chụp ảnh trước biển, Diệu Nhi chọn trang phục đơn giản, song gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp. Anh Tú cũng lầy lội không kém Diệu Nhi. Những ngày gần đây, cặp đôi thường xuất hiện cùng ekip tại khu vực sẽ diễn ra lễ cưới ở Phan Thiết. Theo đó, nữ diễn viên Vu Quy đại náo, ghi điểm bởi sự trẻ trung, phá cách khi chăm diện chân váy, họa tiết bồng bềnh. Trong khi đó, anh Tú lại đốn tim fan nữ bởi vẻ ngoài lãng tử, street style được ví như những nam thần xứ Hàn. Cô dâu tháng 10 nhìn say đắm chồng tương lai khiến netizen thích thú. Nam diễn viên sinh năm 1993 làm bầu vai vững chãi cho vợ. Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 sắp tới tại một resort sang trọng, đẳng cấp ở Phan Thiết. Các nghệ sĩ đình đám giới giải trí như Trấn Thành, Trường Giang, Nhà Phương, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Thu Trang, Tiến Luật, Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc đều đã nhận được thiệp mời. Được biết, ngày 3 tháng 10 cũng chính là sinh nhật tuổi 29 của anh Tú. Diệu Nhi đã tổ chức một buổi tiệc mừng tuổi mới bất ngờ dành cho chồng. Nữ diễn viên mang đến chiếc bánh kem có dòng chữ ngày của anh để anh Tú cầu nguyện và thổi nến. Ông xã Diệu Nhi vô cùng hạnh phúc và còn chụp ảnh với chiếc bánh kem do vợ tặng để khoe lên trang cá nhân. Khán giả được dịp trầm trồ và thích thú khi Diệu Nhi Anh Tú công khai phát cậu lương trước thềm đám cưới. Hiện tại, mọi người đều mong chờ ngày trọng đài của cặp đôi được diễn ra. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.